giới thiệu với quý vị một ca khúc. Đây là một ca khúc mà rất mới thưa quý vị. Cách đây mấy hôm thì Thu Sương có nhận được một cái bài thơ, rồi Thu Sương mới gửi cho Đình Đại. Thu Sương mới nói Đình Đại là ơi em có thể phổ bài thơ này cho chị hát được không? Thì thưa quý vị, chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Đình Đại đã nhắn cho Thu Sương một cái thơ, cái tin nhắn là Đình Đại nói rằng là em đã có cho chị rồi. Thưa quý vị, đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyên Thành. Đây là một người thi sĩ mà Thu Sương có cái hân hạnh được quen biết ở trên mạng internet. Thưa quý vị, anh có rất nhiều những bài thơ hay, và đặc biệt lần này trong cái sự cảm xúc thì khi Thu Sương đưa cái bài thơ này cho Đình Đại phổ, thì như quý vị cũng biết là chỉ trong vòng có mấy ngày thì chắc chắn là đây là lần đầu tiên Thu Sương trình bày sẽ không có đạt được như ý muốn, nhưng Thu Sương sẽ